Đấy nhá, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 âm, ngày giỗ tổ Đền Hùng. Đó là 21 tháng 4 dương lịch. Anh em đi mua của anh Bắc Vĩnh Phúc, có địa chỉ là ở Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Đằng này à? Đó. Một lô 5 cái nhóm Phú Thọ. Tổng là 10 mét. 10 mét là như nhỉ? 10 mét 30 mét, à? Mùng 3 là 10 mét 30. 10 mét 30. Đúng ngày giỗ tổ Đền Hùng luôn. À. 13 mét. Đứng trên góc cho nghe xe đạp kia chỉnh ra. Đấy, anh đây. Em ạ. La hay quay? Dạ. La hay quay? Không, cái này em quay em đưa lên YouTube rồi mà. Chào anh em nhá, nào. Chào anh em nhá. Ông nào cần Phú Thọ cứ đến gặp Bác Vĩnh Phúc. Còn khoảng 5.000 mét đấy thôi. Ra đây đâu. Nhìn mắt tay em. Mình giữ cái chụp ảnh. Đây em ạ. Đứng từ cái view kia cho em nhìn này. Cửa thôi mẹ nó giảm. Quá đẹp. Cả cái dưới này này. Đây. Yeah. Chụp nhiều vào. Đồng chí kia là vẫn phải vào ảnh đấy. Dạ. Đây chào làm sao? Rồi, ok. Lốt kia nó sau là lấy tiếp. Vừa